Thưa quý vị và các bạn thân mến, vụ Mobile Phone thách thức Nguyễn Phú Trọng chạy tội cho Nguyễn Tấn Dũng. Lần đầu tiên Việt Nam xử được tội nhận hối lộ là thừa nhận của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị chính phủ với các bộ ngành địa phương diễn ra vào sáng ngày 30 tháng 12 năm 2019. Truyền thông trong nước dẫn lời phát biểu của ông Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nguyên văn rằng chưa bao giờ chúng ta xử được tội nhận hối lộ như trước đây, toàn là thiếu trách nhiệm và vi phạm việc nọ việc kia gây hậu quả nghiêm trọng. Cũng chưa bao giờ chúng ta thu được tài sản lớn như thế. Vụ Aberger thu được cho nhà nước số tròn 8.500 tỷ đồng. Ông Nguyễn Phú Trọng còn cho biết sắp tới sẽ diễn ra một số vụ xử nữa. Phiên xử hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn cùng với 12 người khác trong vụ đại án Mobile Phone mua Aberger bắt đầu từ ngày 16 tháng 12 năm 2019. Đến ngày 28 tháng 12 vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên ông Nguyễn Bắc Son án chung thân sau khi gia đình ông này nộp lại 66 tỷ đồng tiền, mặc dù trước đó Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình. Hai tội danh đối với ông này là nhận hối lộ và vi phạm quy định quản lý vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Trương Minh Tuấn bị tuyên án tổng cộng 14 năm tù cũng với hai tội danh giống ông Nguyễn Bắc Son. Ông Phạm Nhật Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị AVG, người đưa hối lộ cho các quan chức lên đến 6 triệu 200 ngàn Mỹ Kim, chỉ bị tuyên án có 3 năm tù giam. Thực chất của công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam là đảng phải từng bước làm trong sạch mình. Tham nhũng đến cả cấp trung ương, đối tượng cụ thể là bộ trưởng, ủy viên trung ương, số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng, hối lộ đến hàng triệu đô la. So sánh với các quan tham quốc tế thì ở Việt Nam chẳng kém cạnh gì, có khi còn tệ hại hơn nhiều. Các vụ xử tham nhũng gần đây cứ vụ sau lại có quy mô lớn hơn vụ trước, điều đó chứng tỏ tham nhũng có xu hướng gia tăng. Các vụ việc đã được đưa ra xét xử công khai chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Phần chìm bao giờ cũng lớn hơn rất nhiều. Thử hỏi, lộ trình chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam bao giờ mới kết thúc hay là không thể kết thúc? Liệu tư tưởng chỉ đạo của ông Hồ Chí Minh trước đây trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, có áp dụng được vào cuộc chiến chống tham nhũng bây giờ hay không? Những câu hỏi đại loại như vậy có ai dám và có thể trả lời một cách đầy tự tin và quả quyết? Nhiệm kỳ này sắp qua rồi, tổng kết chắc chắn sẽ nói công cuộc chống tham nhũng vừa qua có những kết quả quan trọng, tiến bước thêm một bước mới. Thế khái niệm bước ở đây là gì? Hoàn toàn không có chút định lượng nào, ai hiểu thế nào cũng được. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, đồng thời là trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, được mệnh danh là người đốt lò với tuyên bố chống tham nhũng nổi tiếng. Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Cũng vị này không dưới một lần khẳng định không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bất kể người đó là ai trong cuộc chiến chống quốc nạn tham nhũng này ở Việt Nam. Việc Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng, các tướng Thứ trưởng Công an Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh và hàng chục cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền bị bãi chức rồi bị điệu ra tòa về các tội tham nhũng trong thời gian qua là một minh họa sinh động. Thế nhưng, vụ xử sơ thẩm Nguyễn Bắc Son và các đồng phạm tham nhũng trong vụ Tổng công ty Viễn thông Mobile Phone gọi tắt là Mobile mua cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG vừa kết thúc tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, nơi chỉ cách tổng hành dinh của người đốt lò vĩ đại không đầy 2 km, lại đe dọa chôn vùi các tuyên bố trên của ông. Thực vậy, đã có những nỗ lực chạy tội cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ chính các cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó có tòa án giữ vai trò then chốt. Tài sản của nhà nước bị đục khoét trong thương vụ xảy ra vào tháng 12 năm 2015 tròn chèm 6.500 tỷ đồng, tương đương với 280 triệu đô la Mỹ, một kỷ lục tham nhũng. Vụ con voi chui lọt lỗ kim này tự động đưa đến nhận định Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng thời kỳ đó là trùm của vụ cướp lịch sử này. Cần nhắc lại rằng chính nhân vật này đã bị Bộ Chính trị và đích thân Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước hiện nay là Nguyễn Phú Trọng yêu cầu hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 kỷ luật do gắn các vụ tham nhũng khủng ở Vinalize, Vinasin. Và ở các tập đoàn kinh doanh tổng
của Tổng Công ty Nhà nước do khác do y lập ra. Thế nhưng, thể chế quyền lực ở Việt Nam này bị tha hóa đến cực độ, đã tha bổng cho Nguyễn Tấn Dũng, khiến cho Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước hiện nay phải khóc nức nở. Vậy các cơ quan tiến hành tố tụng chạy tội cho cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng như thế nào? Theo cáo trạng của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông gọi tắt là Bộ 4T, chỉ đạo Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobile Phone. Theo đó, công ty này đầu tư 8.900 tỷ đồng mua 95% cổ phần của công ty nghe nhìn toàn cầu AVG, được định giá vốn. Điều 31 luật 67/2014 QH13 luật đầu tư quy định dự án có quy mô vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng trở lên thuộc thẩm quyền quyết định và chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, ngày 28 tháng 10 năm 2015, Nguyễn Bắc Son ký văn bản số 209 Bộ Thông tin và Truyền thông QLGN kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho cơ quan chức năng và kinh nghiệm đánh giá về giá mua, hiệu quả đầu tư của các dự án, xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án, kèm theo báo cáo đánh giá dự án của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Công an văn bản xin ý kiến về dự án ngày 14 tháng 12 năm 2015. Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Thông tin và Truyền thông văn bản số 2678 do Phó Chủ nhiệm Lê Mạnh Hà ký. Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone mua cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu để phát triển dịch vụ truyền hình và giao Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện dự án mua cổ phần nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 721 ngày 24 tháng 11 năm 2015. Bộ Tài chính có văn bản số 1095 ngày 18 tháng 12 năm 2015 và Bộ Công an có văn bản số 2889 ngày 21 tháng 12 năm 2015 tán thành dự án gửi Bộ Thông tin và Truyền thông. Trên cơ sở các văn bản này, ngày 21 tháng 12 năm 2015, theo chỉ đạo của Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn ký quyết định số 236 phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone, quyết định số 236. Vẫn theo cáo trạng, việc Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định số 236 khi dự án chưa được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 31 Luật số 67/2014/QH13, Điều 20 Luật số 69/2014/HQ13 là vi phạm luật. Do đó, việc Nguyễn Bắc Son chỉ đạo Chủ tịch và Tổng Giám đốc Công ty Mobile Phone là Lê Nam Trà và Cao Duy Hải căn cứ quyết định số 236 để ký hợp đồng mua cổ phần của AVG và trả tiền cho công ty này là trái pháp luật, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước tại Mobile Phone là 6.590 tỷ đồng. Sau khi thương vụ được hoàn tất, Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ đã hối lộ Nguyễn Bắc Son 3 triệu đô la, Lê Nam Trà 2,5 triệu đô la, Cao Duy Hải 500.000 đô la và Trương Minh Tuấn là 200.000 đô la Mỹ. Tóm lại, cáo trạng dập khuôn toàn bộ bản kết luận điều tra số 73/C03/P14 ngày 31 tháng 8 năm 2019 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Theo đó, Nguyễn Bắc Son là chủ mưu của thương vụ đại tham nhũng này. Diễn biến tại phiên tòa cho thấy không chỉ công tố viên mà cả thẩm phán nỗ lực theo hướng quy tội này. Nguyễn Bắc Son phản bác báo cáo buộc chủ mưu khai việc mình bút phê chỉ đạo cấp dưới ký quyết định phê duyệt là thực hiện dự án là theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2678 của Văn phòng Chính phủ. Ngay lập tức, thẩm phán Trương Việt Toàn gay gắt với Son. Bị cáo nên nhớ vai trò của bị cáo là bộ trưởng. Đã là bộ trưởng thì không thể nhầm lẫn về những cái mang tính tối thiểu như vậy. Không thể coi thông báo là một quyết định. Không thể thiếu quyết định mà vẫn yêu cầu ông Tuấn ký quyết định phê duyệt dự án. Phản ứng lắt léo này của thẩm phán họ Trương có thể diễn dịch như sau. Son sẽ không phải là chủ mưu nếu thủ tướng có thể chỉ đạo. Và sự chỉ đạo này phải được thể hiện bằng quyết định chủ trương đầu tư.
Thông báo văn bản số 2678 của Văn phòng Chính phủ không phải là quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng đồng nghĩa Thủ tướng không có chỉ đạo, vậy Son là chủ mưu. Rõ ràng tam đoạn luận này của thẩm phán họ Trương là nằm trong hiệp đồng chạy tội cho cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thực vậy, Son có là chủ mưu thì cấp trên này của Son mới vô can. Việc không một cơ quan tiến hành tố tụng nào phân tích công dụng của văn bản số 2678 của Văn phòng Chính phủ, cũng như việc không một cơ quan báo chí truyền thông nào của Viện Kiểm sát, Tòa án và Công an đưa tin về lời khai nói trên của Son. Điều tương phản tuyệt đối với báo chí còn lại là bằng chứng nữa về mưu toan chạy tội này. Cụ thể, các cơ quan tiến hành tố tụng dùng chiêu một nửa sự thật khi chỉ viện dẫn luật số 67/2014/QH13 mà không viện dẫn nghị định số 22 ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật này do chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký. Điểm B khoản 2 điều 71 nghị định quy định Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành và địa phương thực hiện luật pháp, chính sách về đầu tư phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt quy định chủ trương đầu tư đối với những dự án đầu tư thuộc thẩm quyền, quyết định hoặc cho phép thành lập các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế, chỉ đạo giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình điều hành, quản lý hoạt động đầu tư vượt quá thẩm quyền của các bộ, ngành và địa phương. Như vậy, Nguyễn Tấn Dũng đã thực hiện chức năng chỉ đạo giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình điều hành, quản lý hoạt động đầu tư vượt quá thẩm quyền của các bộ, ngành và địa phương của Thủ tướng khi chấp thuận chủ trương cho Mobifone mua cổ phần AVG và giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện dự án này tại công văn số 2678 của Văn phòng Chính phủ. Điều này có nghĩa Nguyễn Tấn Dũng không thể cùng một lúc thực hiện chức năng quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng, hiểu theo nghĩa ra quyết định bằng văn bản. Để cho biết nhẽ Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ không còn chỗ để ra quyết định phê duyệt dự án Mobifone mua AVG nếu trước đó Nguyễn Tấn Dũng đã ra quyết định chủ trương đầu tư dự án này. Đơn giản là một quyết định như vậy của Thủ tướng đã bao gồm tất cả các nội dung cốt lõi của dự án. Hãy lấy quyết định chủ trương đầu tư dự án của các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn vay vốn Quỹ Quốc tế và Phát triển Nông nghiệp IFAD ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Nguyễn Xúc để làm bằng chứng. Quyết định này của Thủ tướng Phúc được ban hành trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: tên dự án, cơ quan chủ quản, Ủy ban nhân dân các tỉnh Cao Bằng và Bắc Cạn, địa điểm thực hiện, thời gian thực hiện, hạn mức vốn, mục tiêu và kết quả chủ yếu của các dự án, trách nhiệm của các cơ quan chủ quản, trách nhiệm của Bộ Tài chính, để nói rằng hoàn toàn vô lý lập luận của các cơ quan tiến hành tố tụng, đặc biệt của thẩm phán Trương Việt Toàn. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định 236 phê duyệt dự án Mobifone mua AVG khi chưa có quyết định của chủ trương đầu tư của Thủ tướng. Một lập luận khác mà các cơ quan tiến hành tố tụng sử dụng để buộc tội chủ mưu cho Nguyễn Bắc Son là viện dẫn điều 20 luật số 69/2014/HQ13. Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Khoản 1 của điều này quy định Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư vốn nhà nước để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp có tiêu chí tương đương với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A theo quy định của luật đầu tư công. Nghĩa là Son đã tiếm quyền Thủ tướng khi chỉ đạo Trương Minh Tuấn ký quyết định phê duyệt Mobifone để mua AVG. Thế nhưng, một lần nữa các cơ quan tư pháp chạy tội cho Nguyễn Tấn Dũng khôn mà khôn ngoan. Vì điều 20 lại dẫn tới điều 21 mà quy định này lại giải oan cho Nguyễn Bắc Son. Điều luật này quy định đối với việc mua lại toàn một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp quy định tại khoản 1 điều 20 của luật này, cơ quan đại diện chủ sở hữu trình phương án để Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Như trên đã đề cập, chính cáo trạng đã xác định ngày 28 tháng 10 năm 2015, Nguyễn Bắc Son đã gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo đánh giá dự án của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn và trên cơ sở đó kiến nghị xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
Vì báo cáo đánh giá dự án của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn là phương án đầu tư, nên văn bản số 2678 của Văn phòng Chính phủ chính là quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư vốn của Mobifone để mua AVG, như quy định tại Điều 20 Luật số 69/2014, QH13. Việc Nguyễn Bắc Son chỉ đạo Trương Minh Tuấn ký kết quyết định số 236 phê duyệt dự án vì vậy là bước thực hiện quyết định đầu tư này của Nguyễn Tấn Dũng mà thôi. Tóm lại, văn bản số 2678 của Văn phòng Chính phủ đã thể hiện rõ vai trò của Nguyễn Tấn Dũng là người chỉ đạo hay chủ mưu thường vụ đại án tham nhũng này. Nguyễn Tấn Dũng thừa biết nếu tuân thủ Điều 31 Luật số 67/2014/HQ13, tức Dũng phải ra quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, thì thương vụ Mobifone mua AVG sẽ không bao giờ thành. Thực vậy, để Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải tổ chức thẩm định hồ sơ dự án, đầu tư và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng. Với một quy trình và nội dung thẩm định chặt chẽ được quy định tại khoản 6 điều 13 của luật này, chắc chắn Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ bác bỏ dự án. Do đó, Nguyễn Tấn Dũng đã lách luật số 67/2014/HQ13 với văn bản số 2678 của Văn phòng Chính phủ để thực hiện cho bằng được thương vụ Mobifone mua AVG. Việc cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là chủ mưu cú cướp ngày tài sản nhà nước này còn được xác định qua sự ủng hộ đồng loạt và nhiệt tình bất bình thường của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Công an đối với dự án. Thực vậy, ngày 24 tháng 11 năm 2019, chỉ 12 ngày sau khi Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà ký văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tham gia ý kiến về dự án Mobifone mua AVG, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đã ra văn bản ủng hộ. Về phần mình, Bộ Công an bằng văn bản số 418/BCA-TCIN ngày 9 tháng 3 năm 2015 đưa thương vụ này, dù không thuộc lĩnh vực bí mật nhà nước, vào danh mục tài liệu mật của Bộ Thông tin và Truyền thông, và chớ trêu thay, bộ này đến lúc đó vẫn chưa có. Tiếp đó, vẫn Bộ Công an, dù không có chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư tài chính, đã có văn bản số 2889/BCA-A61 ngày 21 tháng 12 năm 2015 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá quá trình quy trình thực hiện dự án của bộ này. Cuối cùng, Viện Kiểm sát đã từ chối tranh luận với luật sư Phạm Công Hùng, người bào chữa cho Nguyễn Bắc Son bị đề nghị án tử hình về việc ai là chủ mưu của thương vụ Mobifone mua AVG. Viện Kiểm sát nhận được đơn thỉnh cầu của bị cáo Nguyễn Bắc Son, trong đó có nội dung bị cáo đã nhận là người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo từ đầu đến cuối vụ án. Bị cáo xin nhận trách nhiệm chính về việc xảy ra sai phạm nghiêm trọng này. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết với lý do này, cơ quan công tố sẽ không tranh luận về vai trò của bị cáo. Báo Thanh Niên ngày 28 tháng 12 năm 2019 đưa tin với hành vi này, cơ quan giữ quyền công tố đã ngang nhiên xâm phạm quyền tranh luận tại phiên tòa được quy định tại Điều 26 và khoản 1 Điều 322 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự năm 2015, và điều này cho thấy cơ quan này chạy tội cho cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trắng trợn đến mức nào. Kết luận lại, chừng nào các cơ quan tiến hành tố tụng còn cố tình bỏ lọt hành vi phạm tội của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với tư cách chủ mưu trong thương vụ đại tham nhũng Mobifone mua AVG như trên đã chứng minh và cho các vụ tham nhũng khủng khác xảy ra tại Vinalize, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, thì công cuộc đốt lò chống tham nhũng gắn liền với sinh mạng chính trị của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ chỉ là chứng để đầu đảng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận để giúp chúng tôi thực hiện một cách tốt hơn các chương trình kế tiếp, và hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm cái hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.